Ngọc Quyền, khách mời đặc biệt của dòng nhạc tỉnh thức. Rồi qua đó đi rồi đón mẹ chồng xuống để quay đến chương trình dòng nhạc tỉnh thức trên đài truyền hình ITC Diệu Nghị. Mẹ tới hả mẹ? Đây, khách mời đặc biệt hôm nay là nữ danh ca Thanh Tuyền. Bà xui này mừng bà xui kia. Bà xui này quay cho bà xui kia. Đây Quyền, để đó đi, mẹ lấy vô cho. Để đó đi, mẹ ra mẹ lấy. Con đem vô đi, vô với măng kìa. Để đi chìa khóa đây. Đây. Đây có nhạc đây ông nhạc sĩ đẹp trai quá. Rồi, rồi đâu rồi, sao đón đi vậy? Rồi. Anh đâu ngủ ra, ông nhạc sĩ này tự nhiên ông đẹp trai trời. À, đẹp trai quá trời luôn. Tại vì nói có nữ dân ca Thanh Tuyền thành ra là đẹp trai quá, đẹp gái quá. Ở đây rất là hạnh phúc là mẹ Thanh Tuyền sang anh miền Nam Cali để mà làm việc với trung tâm Long Trốn nha, để cái chương trình live show phát hành 55 năm cuộc đời và nghệ thuật đi hát của mẹ do trung tâm Thúy Nga độc quyền sản xuất và phát hành. Cho nên là có mấy ngày ở Cali thôi, Ngọc Huyền là năn nỉ mẹ lên dòng nhạc tỉnh thức để mà có một cái review rất là dễ thương đến với tất cả quý khán giả trên link nghệ sĩ Ngọc Huyền Official. Và bây giờ thì hãy xin mời vào xem chúng tôi làm việc nha cả nhà ơi. Xin mời. Giống hai chị em không cả nhà ha? Giống hai chị em quá. Đó là mẹ chứ con đâu nè. Thấy chưa? Bóng hiếu giữa trời bao la,
cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Wow, hay wow, xuất sắc, cảm ơn. Trời mẹ ơi, Ngọc Huyền cảm xúc thế nào khi nghe mẹ chồng hát mà cái bài mẹ thấy hay như thế? Quá tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời luôn. Đó là cái cho sự trị con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo thân gánh con. Yeah. Wow, cảnh nắng chiều chùa Điệu Ngự đẹp quá. Rất là style luôn. À, người yêu. Con nghe nói là hai cô cháu mình sẽ làm một cái chương trình ca nhạc đúng không nè, cho miền Trung nè. Thì phải làm thôi, phải làm để giúp cho miền Trung thôi. Dạ. Yeah. Bữa giờ cô có theo dõi những clip mà nói về miền Trung không con? Lũ lụt không? Không phải mình con, mình cô, tất cả mọi người trên thế giới về trên những người Việt của mình rồi đang theo dõi mà. Dạ. Cô cho một vài cái cảm xúc được không con? Cảm xúc về miền Trung hả? Dạ đúng rồi. Đau lòng, đau tim. Dạ. Và đau thương. Dạ. Và lúc nào cũng bây giờ trong lòng là chỉ đây rất về miền Trung rất là nhiều vậy thôi. Hôm nay cô cháu mình sẽ làm cái bài mà bật mí cho quý vị sơ sơ cái bài hát Tiếng Sông Hương đó. Thì cô đã nghe danh cô hát cái bài này rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay chưa có cái dịp nào để cô hát hết á, cho nên hôm nay cô cháu mình sẽ cùng xong cái bài hát nha, một cái bài hát. Thì cô nghĩ cô hát mà có võ đây là cô yên tâm lắm rồi. Cỡ nào cũng là tới đích luôn cái bài hát này mà. Rồi, cảm ơn mẹ đã xuất hiện trong chương trình dòng nhạc tỉnh thức của con. Nhưng mà mẹ nói với con khi mẹ lên đây phải có hút vỏ đàn mẹ mới lên. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Mẹ phải cảm ơn. Ngọc Huyền hân hạnh làm đại sứ thương hiệu của dòng dược mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Supersize Cosmer Hill, thưa quý vị, mỗi ngày Ngọc Huyền xài gì với 3 dưỡng chất ban ngày lẫn ban đêm. Nước thần thánh, Miracle, tế bào gốc, Albun và Hydration kèm cách ẩm. Sau đó thì Ngọc Huyền ra ngoài làm việc và dùng 3 dưỡng chất không thể thiếu lẫn cho make up để bảo vệ chúng ta tránh khỏi những tia UV của hệ mặt trời hủy hoại, từ 3 tia UV, tia UVA, tia UVB và tia UVC. Các tia hồng ngoại mà chúng ta có thể thấy nhưng các tia tử ngoại chúng ta không thể thấy, hủy diệt da, rất là độc hại, làm cho da của chúng ta nhăn, sạm, nám, thâm và dị ứng. Thì không thể thiếu 3 dòng sản phẩm chống nắng, make up nhẹ dùng cho 3 ngày. Đó là gì? SPF 30, tế bào gốc, Perfect Sun Serum chống nắng, Perfect Sun Cover kem nền chống nắng SPF 37 và phấn nền, phấn nước Perfect Sun Serum SPF 50 PA Plus cộng nha quý vị. Sau đó, dưỡng chất ban đêm rửa mặt sạch, chúng tôi có 3 dòng sữa rửa mặt: Gentle Milk Cleanser sữa rửa mặt không có bọt và dùng để tẩy make up, Double Cleansing Foam sữa rửa mặt tạo bọt thẩm thấu sâu, phù hợp cho tất cả các loại da, đặc biệt là giúp cho những da bị mụn. Deep Peeling Gel tẩy da chết, nên xài
một tuần 2-3 lần để lấy ra tất cả những tế bào chết, những gì bẩn nằm ẩn sâu trong da. Kem đêm thì chúng tôi có trong uống ngoài thoa để giúp cho da sáng trẻ đẹp hơn, giảm thâm giảm nám rất là hiệu quả, đó là side way overnight. Và thuốc uống Everglow Healthy Way, side way overnight là kem cấp ẩm mặt nạ ban đêm có dưỡng chất glutathione và vitamin C để giảm thâm nám, làm sáng da chúng ta và giữ làn da của chúng ta mịn màng sáng trắng. Dòng thuốc uống viên sủi bọt Everglow Healthy Way giúp cho da chúng ta chống nắng lẫn bên trong và bên ngoài, làm giảm hóa trình lão hóa da, căng bóng mịn màng làn da, giảm thâm nám, reducing melasma, và đặc biệt là chống lão hóa da toàn diện, quý vị nhé. Vâng, chúng tôi có thêm một dòng sản phẩm nữa, đó là mặt nạ tế bào gốc Super Size Mask. Quý vị ơi, không thể thiếu Super Size Mask sẽ tái tạo phục hồi làn da của chúng ta. Chỉ đắp một đêm, quý vị sẽ cảm nhận được sự trẻ khỏe, tự tin, sáng bóng. Và Ngọc Huyền hân hạnh làm đại sứ nhãn hàng Super Size Cosmeal. Quý vị có thể gọi ngay cho tổng đại lý phát hành tại Mỹ và Canada 714-717-7078, cũng như tổng đại lý phát hành tại Việt Nam với số điện thoại 0903-379-075. Ngọc Huyền trân trọng giới thiệu dòng dược mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, Super Size Cosmeal.